liền lại. Nhanh lên, không còn kịp nữa. Bây giờ đã sinh khí quá, quá càng kịp rồi. Còn những cái xương khớp của nó đau đó cũng do cái chứng bệnh của nó hút lên, hút hết trơn. Nó càng kịp nên lên tranh thủ, nên lên bắt ấm, đọc niệm chú lại đi, niệm chú liền. Chú mà tỉ lên một clip rồi phải ăn. Còn một cái gì nữa là lời ra ý đẹp gì nào đó tỉ không nhớ tên. Tại vì tỉ chưa có lệnh nên tỉ chưa có gặp được, mong thông cảm dùm quan hệ cho tỉ nha. Đó rồi một cái gì hỏi là cái vụ mà chuối, chuối bắt cơm sao để mà tiêu tự chất độc đó. Là cái đọt đó là đọt gì giờ tỉ quên rồi, tỉ không nói được đâu, giờ quên rồi. Còn lúc này là 3:50, 3:50 là cha đã xuống trần rồi. Cha mặc một cái áo sơ mi sọc, sọc đứng. Cái bề ngang nó khoảng chừng cái ngón tay của tỷ nè. Đó là một cái màu xanh dương nhạt và màu trắng nhạt. Cha quay nói với tỷ: cha nè con. Đó như vậy đó, rồi đó là tỷ thấy là cha đã xuống trần rồi đó. Cho nên tất cả chúng sanh chúng ta, huynh đệ tỷ muội chúng ta ráng mà tu đi gặp được cha. Chuyến này cha xuống để mà cứu vớt tất cả đó. Ráng tu cha cứu vớt. Cho nên tỷ kêu gọi cha mừng lắm. Cha mừng lắm, cha nói xin, cha nói như vậy đó để nên tỷ gửi lời cho chúng sanh biết đi. Tỷ muội mà biết để mà lo phải tu nhanh lên. Cha xuống trần rồi. Dạ. Rồi bây giờ đó là dạ. Cha xuống trần rồi đó. Dạ, người ta hỏi tỷ, tỷ trả lời xong chưa thì xong thì cho phép để được hỏi ha. À rồi, tỷ cứ coi như đó hả? Dạ, thì hiện giờ thì người ta rất là hâm mộ tỷ. Những cái clip mà gần đây đưa lên thì không có ai cũng hâm mộ coi. Rồi nói tỷ là một cái người mà cũng giống như là trên trước cũng đã cho biết, nhưng mà cái lúc cái này thì phải lộ. Tại vì trong giảng thầy có nói là bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Có nghĩa là không lâu. Không lâu thì theo như tỷ thì không lâu là hiện bây giờ là tháng gần tháng 4 rồi. Bước tháng 4 rồi. Thì theo như tỷ thì không lâu là có nghĩa là mình kéo dài tới tháng 10 luôn hả tỷ? Không lâu là sao tỷ? Để không lâu là có nghĩa là có nghĩa là sẽ những cái đại nạn sẽ lộ ra hết để cho mình bị trừng trị. Rồi cái vụ này mà khi mà dịch nó lan tràn khắp nơi hết trơn, bây giờ nó chưa lan tràn khắp nơi, nó cũng có nhưng mà nó chưa dắt nói. Thì nó xong rồi bắt đầu mới tới là chiến tranh rồi đó luôn, kéo dài luôn riết tới cuối năm mẹo nay, rồi qua năm nữa sẽ là tiến triển tới luôn, nó tới luôn đó. Khi nào mà để thấy chúng sanh biết là tất cả toàn nước Việt Nam nước ngoài đều là dịch lưu qua hết mà nó tới luôn đó. Dạ. Thì bây giờ thì trước mặt là bà con hỏi là hiện giờ là dịch bệnh cũng tràn lan ở ngoài thành phố, thì có bệnh viện dã chiến rồi, các công ty thì cũng có dịch rồi đó. Thì ý gian lời của tỷ đã nói rồi đó, thì người ta hỏi tỷ là mình nên dùng loại thuốc nào để uống để mình ngăn ngừa được nó, có nghĩa là mình sẽ khống chế được nó đó tỷ. Thuốc thì tỷ đó biết trước rồi, là cũng như là niệm Phật là một, hai là nước cái đánh, ba là thuốc của đệ đó. Rồi chuẩn bị như vậy, cái niệm mà chuẩn bị đi nói, chỉ nói là phải ngộ đi sửa nhanh lên thì sẽ được kết quả thôi. Bây giờ để cha đi xuống rồi thì bây giờ cha phối hợp với cái vụ các con của cha thì để mà bằng cuối này lỏng dớt. Mặc dầu cha không có khóc nhưng mà cha rất là buồn. Bây giờ cha xuống rồi đó, niệm Phật đi rồi chúng sanh đi gặp cha, tức mà gặp cha tất cả hết, ráng tu đi. Những người linh căn thì thấy du di của cha, còn những người trần sẽ thấy. Yên tâm để mà niệm Phật đi, ráng lo niệm Phật. Tại vì cái màn này đã cuối rồi, nó bằng sát lại tại giải hết chân, đâu có còn như xưa nữa đệ. Tại vì là Phật à. Dạ. Rồi người ta hỏi tỷ là cái vị thuốc xong đó, thì tỷ có biết được vị thuốc xong nào không để giúp cho bà con không? Thì bà con cũng rất cần những vị thuốc xong, người ta điện lại ta hỏi để tạo á. Thuốc xong thì cái clip rồi tỷ có nói đó. Lá xoài, lá mít, lá ổi, lá măng cầu, lá xả, lá bưởi, bất cứ cái gì là những cái gì Việt Nam mình được có cây đều có thuốc hết. Và luôn lá mà dân gì dầu ai cái dân dầu gì đó không rồi có, cho nên cái gì cũng vậy, cái gì là có thuốc không chúng ta chết trên ống thuốc đó. Cái gì cũng là thuốc không, cứ việc cái vụ như một cái Phật tử đó, hoặc một cái linh căn, hoặc một chúng sanh đó cảm thấy mình thích cái gì lúc đó là mình vô đại đi. Cái gì cũng thuốc không, tại chúng ta chưa phát hiện ra, chứ mỗi cây là mỗi vị thuốc hết trơn á. Chủ yếu là có lá xả nha,
Ba xã lá chanh lá bưởi. Có gừng được không tỷ? Ba mận đủ thứ. Gừng, cái gì? Gừng á. Chút xíu gừng cũng được nữa, rồi cộng thêm của để một chút dầu đó. Dạ. Nhỏ một giọt hai giọt vô. Dạ. Hay lắm. Dạ, cô có để là dùng bằng thuốc bắc không à? Bắc Nam thì cũng được, tại vì cái đó mình thuốc cây mình quên thuốc Nam rồi đấy. Dạ bây thì giờ là cái nào cũng thuốc không, tại mình không biết hết chứ thuốc không đó. dạ thì được phép hỏi tỷ thêm là thì qua cái vấn đề thuốc rồi tới cái vấn đề hiện bây giờ đó tỷ, là ở trên Campuchia đó là mấy hôm gài là có người ở chảnh quen với đệ, có chụp hình đưa cho đệ coi luôn, là ở chảnh hiện giờ là mấy thằng Campuchia nó đang đuổi Việt Nam mình đi về, rồi nó có nhân rồi nó có quýnh nó rượt luôn, mà người ta có clip đưa cho đại coi luôn nè. Đó thì theo như tỷ nhận định mấy thằng Campuchia này là nó làm sao mà nó kiểu mà nó hung hăng quá vậy tỷ? Thì bây giờ nó tới giờ rồi, nó tới giờ, bây giờ có những cái mà tỷ muốn muốn hỏi đệ mà bây giờ tỷ không nói được. Bên đây Việt Nam này cũng đã có một số đó, nó đang thấy như vậy nhưng mà tỷ không dám nói, tại cái đó là ảnh hưởng đến cái vụ đó, tỷ không nói được. Bây giờ không nói được, bây giờ đó là nó chuẩn bị đó nha đệ, nó chuẩn bị đó. Bởi vì hả, mà khi mà con vi trùng mà nhiễm trùng virus nhiễm hết trơn, bắt đầu là có giặc rồi đó, nó chuẩn bị cho cả cả đó tới rồi đó nha. Cho nên chúng sanh phải mà dự trữ nè. Bây giờ cái vô vô một cái phần này, dự trữ thức ăn, tỷ mới nghiên cứu mới phát hiện được, tỷ nói luôn đi quên cái hộp me mà để mình cưỡi ra nó không chua đó bà đệ, hộp me già đó Dạ. đó, cưỡi xong đó rồi nói chúng sanh có ai có mua được thì mua 50.000 một ký hộp me đó, rồi nó đập ra rang đập ra, rồi để dành như khi mà có hữu sự đó, hộp me đó mình bỏ vô cái bình tỷ ngâm một ngày một đêm mới rất là dẻo ăn, cũng như là chè vậy đó, nó nữa Ồ. là tránh đôi lâu nữa. Hay vậy? Ừ, tỷ mới phát hiện ra. Thì bây giờ hiện tại đó, thì bây giờ quý vị biết không, mình đó thì cũng có trò chuyện với nhau hoài, mà trong đó đó thì nhiều khi mình có những cái gì mình cũng không có hiểu ý với quý vị. Thì bây giờ hôm nay vậy nè, bây giờ hôm nay đó thì mình để gặp gỡ nhau để mình trao đổi với nhau, thì tức là có câu đó thường nói là nhân vô tập toàn thì cũng ai là toàn diện quý vị ha. Thì tôi thì cũng là chỉ học hỏi bạn bè thôi, tuy là lớn tuổi gì chứ cái sự mà đạo tu thì cũng mới đây thôi mười mấy chục năm nay, nhưng mà trong đó thì cái giảng kinh thì nó ngay là ngày lớn tuổi thì cái đầu thì nó cũng hơi dở lắm nha quý vị, thành thử quý vị cũng hoan hỷ nha. Thì bây giờ nó có là mấy chủ đề gì quý vị, thì bây giờ tình hình đó thì năm nay thì nó nằm mùng 2 tháng 2, thì bây giờ trời nó nóng nực quá quý vị. Bây giờ thấy quý vị không, ngồi đây bây giờ có thể mình biết mình theo mình biết đó ha, nhiệt độ có thể là lúc này khoảng có thể là 45 độ, thấy không? Không chịu không nổi. Giấc này đó khoảng 2 giờ đúng quý vị, khoảng 45 độ. Thì bây giờ hôm nay cái tình hình đó là những cái trái đất của chúng ta đó bây giờ thấy đó là nó thật là nó Sợ trên lệch. Bởi vì đây là đại siêu nha, không cũng không là coi như là nó cũng trên lệch, trái đất bây giờ nó nổi. trên lệch lắm. Thì bây giờ nó có gì quý vị? Thì Thượng Quan, Trung Quan và cái đời mặt pháp đó, thầy cũng có thiên tri đó, hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phê thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao sẽ có, rồi sao sẽ có tiền ngàn, sẽ có tiền ngàn có mua. Bây giờ tôi nói quý vị, bây giờ hôm nay đó, bây giờ hôm nay quý vị mà gặp cái thời cuộc này, bây giờ hôm nay mình đức thầy đã ra đời mà hôm nay mình không được tu theo thầy theo Phật ha, thì nói thật với quý vị nó uổng lắm. Mà bây giờ hôm nay đức thầy hôm nay đó ha, là thiên tri, nó thật với quý vị là không có sai một mảy may nào hết quý vị. Đức thầy hôm nay là thiên tri là không sai, không sai mảy may. Quý vị biết không, là bây giờ hiện tại cái đời mặt pháp này nếu không xảy ra chiến tranh, rồi bây giờ nó không xảy ra dịch bệnh, không có xảy ra thiên tai, rồi bây giờ làm gì có đời mặt pháp quý vị? Như vậy là nó chặt cái tiên tri của đức thầy sao ha? À, là bây giờ hiện tại bây giờ quý vị thấy không, cái con cung quýt bây giờ đó, cái con cung quýt bây giờ, cái con này nó mới là đặc biệt đó quý vị, cái con ma bớt này nè ha, là cái con cung quýt ma bớt này nè ha, là phải nói là cực kỳ là nguy hiểm. Bây giờ nó nguy hiểm, bây giờ quý vị biết không, bây giờ hiện tại là tất cả những là thành phố Hồ Chí Minh đó, là tất cả những mà cái nhà mà phải nghiên cứu ra những cái con dịch bệnh này đây đó, ở bên châu Phi đó, bây giờ hiện tại nếu mà nó không có xâm nhập vô đó, có thể là cái tử vong nó có thể là 80-90%, có thể lên tới 90% đó, mình nói 100% thì nó quá đáng ha.
chứ bác sĩ này cho biết cũng như là 100%, nếu mà nó xâm nhập vô rồi là phải như khó trị. Khó trị là gì? Hôm nay thuốc đặc trị mà cũng không nhờ bốn tỉnh này nữa. Thành thử ra bây giờ tôi nói thật với quý vị ha, là quánh qua quánh lại, quánh qua quánh lại, mà bây giờ thì chặng này là chặng mới kết thúc nè quý vị. Chặng này là chặng kết thúc nha, quý vị lắng nghe kỹ này nha. Bây giờ hiện tại là Ba Lan gửi ra MiG-21 nè, rồi đồng thời là Đức An gửi hàng qua, mà tất cả là bây giờ là dư trù, thấy không? Bây giờ hiện tại là cái cơn này là cái cơn là bây giờ hiện tại là bên là khối NATO đó, bây giờ nó đem dồn dập qua, là nó đưa qua Ukraine, bây giờ là nó dồn dập, bây giờ quý vị thấy là tối tăm luôn. Mà bây giờ đây là tôi nói thật quý vị đó, là bây giờ là cái cuối mùa đông này nè, có thể trong vòng 2 tháng nữa, chặng này là chặng cuối cùng quyết liệt, chặng cuối cùng luôn. Chặng này là chặng quyết định nha, một năm mấy đây mà chặng này là chặng quyết định của Ukraine, quyết định. Thì bây giờ tất cả những châu Âu là nó dồn dập vũ khí, dồn dập tất cả là vũ khí qua xe tăng máy bay dồn dập. Mà thằng Nga bây giờ nó không chịu thua nữa, rồi bây giờ quý vị nghĩ sao? Mà nếu mà hôm nay tôi nói mạnh một cái, nếu mà bên khối NATO mà dồn dập thằng Nga quá ha, dồn dập Nga quá ha, nếu mà dồn cũng như mà dồn vô tường quá chịu không nổi thì có thể dùng tới hạt nhân, chứ không phải là cái chuyện thường đâu. Yeah. Đó, nhưng bây giờ thì Nga thì không dùng hạt nhân rồi. Biết thế giới này thằng cái bên khối NATO, tức là bên Mỹ với bên khối NATO, nó biết rằng bây giờ Nga không dám dùng hạt nhân. Nếu mà Nga chỉ cần bắn lên một trái thì bên kia nó bắn lại cái là trái đất này quỷ gì thôi, phải không? Thành thử thằng Nga cũng không ngu. Nhưng mà đừng có ép quá. Ép quá thì coi như là có thể nó có dám đi tới đường đó. Đây không, mà bố trí có thể. Đó. Không, cái bố trí thì mình khỏi nói rồi. Bây giờ hành tinh bây giờ chụp xuống là chỉ cần nhấp nháy, yêu cầu Nga nó bắn lên một cái thôi là hủy diệt á. Yêu cầu Nga nó bắn lên một cái thôi là hủy diệt á. Thành thử ra Nga giờ cũng không dám làm. Thằng bên khối NATO nó cũng biết vụ đó. Thấy không? Thành thử ra hôm nay tôi nói với thật quý vị đó. Còn này là đài báo nha. Cái này tôi nói trên đài nha. Quý vị có nghe đài là trên đài nha. Thì tất cả đài thế giới đó bây giờ nó đang truy nã Putin. Truy nã bắt Putin nha. Nhưng mà đây là tôi nói đài nói nha quý vị, chứ cái này là không phải tôi nói nha, đài nói. Nhưng mà đài này chưa chắc hẳn tin, đừng có tin đài nha quý vị. Đài này không tin nha. Nếu mà đài nó nghiêng bên nào thì nói theo bên đấy thôi. Thí dụ bây giờ cái đài bên Mỹ, bên Anh thì nó nghiêng bên đài bên Mỹ, bên Anh thôi. Thấy không? Còn hôm nay thì bây giờ hôm nay tới quý vị, tôi nói quý vị nghe đây, chứ tôi không tin đâu. Tôi nói là tôi không tin đâu. Những cái này là tôi không tin. Nó bắt Putin là tôi không tin. Ông Putin là ông nhà vua đâu phải, ông bắt ông là dễ. Trời đất nước của ta mà nó bắt người ta là đâu phải là dễ đâu. Thấy không? Yeah. Đó. Thà rằng nó chết chứ không phải như là thà rằng thua tự dặn, chứ không bao giờ nó bắt cũng được đâu. Cái chuyện này thì thấy là bây giờ hôm nay tôi mượn bốn câu giảng mà để tôi mua mượn bốn câu giảng để nói nha quý vị. À, thầy nói nè: quan trường nhiều lũ cáo xà, miệng là mảnh hổ ý là xà lan. Yeah. Thì đó là nói, nhưng mà cái câu này nè là cả kêu cái gì mà cả kêu kề hỏi là ai, quan trường về dứt mặt mày chùa lao, lui chân ra khỏi cho mau, tìm trong lách đọc lánh đục tẩu đào mấy ngoan. À, cả kêu kề hỏi là ai, là cả kêu, là kêu, là kêu chung, mà đức thầy ra năm 1939 tới hôm nay là 84 năm rồi quý vị, phải không? Yeah. Mà thầy nói cả kêu kề hỏi là ai, tức là kêu chung hết trơn, thấy không? Thì cả kêu này hỏi lại là gì? Quan trường về dứt mặt mày chùa lao. Thì bây giờ hôm nay quý vị bây giờ thấy trên xã hội này, bây giờ giàu có ha, nghèo khổ ha, bây giờ tôi nói thật quý vị là bây giờ cái vụ mà có tiền về cũng không phải là gọi ha, bây giờ có tiền ăn nha, chưa biết được ngày mai là gì quý vị. Nè, thầy nói nè, đừng khi già lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, giàu sang như nước trên nguồn sao gặp cơn sao, mưa lớn nó tu một giờ. Thấy không? Rõ ràng bây giờ thầy tiến trí, mà thầy tiến trí đây năm tám mấy năm. Một là lúc đó cái thời gian bên Nhật nước lên mười mấy thước, tẩy cái ụp xe nó thấy nó trôi không, Iran hợp lon, thấy không? Yeah. Nhà cửa tăng bằng cái bẹ, chết mấy chục ngàn, quay ngang. Rồi bây giờ mới vừa động đất ở là Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, thấy không? Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nè, tu một giờ. Thì thầy đây là nói cái đó là gặp nước lục đó là một cái một thôi, thấy không, là nó đã sụp đổ hết trời rồi. Bây giờ nó vậy là còn gì? Chiến tranh. Bây giờ đó là cái chiến tranh này đây đó, tôi nói thật với quý vị, đây là mới Đông Âu chỉ một nước này nước kia thôi nha, nhưng mà sau này đó nó không phải là vậy đâu quý vị, sau này không có vậy đâu. Trần thế lợi danh giấc mộng tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắng thường người hiền cứu thế gian. Thấy không?
Thành thử ra hôm nay đó là thầy cũng có tiên tri một đoạn với luôn. Thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lị á khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Thấy không, nghe câu này thấy ghê không? Sau này nó khắp chư bang chứ không phải chư là nhiều, chư bang cái bang là nhiều, tức là chư bang nó nhiều là không phải nó một nước hai nước như quê là như ngày bây giờ đâu. Thành thử ra sau này có nhiều nữa nha, nhiều nước chứ không phải là một nước nha. Bởi vì thầy có tiên tri, mình cũng có thường nói hoài trong giảng của thầy đó. Mặt nước biển lô nhô lận hợp, chim đua bay cá lội trên nồi, ngọn thủy triều nô nước sụp xuôi, bầu trái đất một phân linh chuyển. Không, bầu trái đất tức là trong cái quả địa cầu nè, nó linh chuyển, nó chuyển xoay chứ không phải là nằm chỗ một. Thành thử ra hôm nay là tới cái giờ đó rồi, tôi nói thật quý vị nha, là nó khắp nơi hết chứ không phải là một chỗ đâu. Thấy không đó, thành thử ra cả kêu kìa hỡi lại quan trường về dứt mặt mày chùa lao, lui trên ra khỏi châu Mao. Bây giờ ra khỏi châu Mao là gì? Thôi bây giờ tôi nói thật quý vị, nãy giờ nói chiến tranh giờ thời sự và cái động đất thiên tai Covid, thì bây giờ nói trở lại là cái lý cái tâm của mình quý vị ha. À, cả kêu kìa hỡi lại quan trường về dứt mặt mày chùa lao, lui chân ra khỏi châu Mao. Bây giờ muốn ra khỏi là gì quý vị? Bây giờ muốn gì khỏi A Di Đà, muốn gì ở gì khỏi tịnh độ trên trời, thì chúng ta bây giờ ráng niệm Phật và chúng ta phải ăn tương ăn chay. Và bây giờ ăn tương ăn chay trong đó gì, chúng ta hôm nay nếu chúng ta là đạo thì bây giờ tôi nói từ thấp giới lên cao nghe quý vị. Tôi nói thí dụ bây giờ cái người mới phát tâm vào tu đó quý vị, thì trước hết thì chúng ta tránh tứ lưu tượng, thấy không? Đó là tủ sắc tài khí, thấy không? Thì bây giờ tủ sắc tài khí thì bây giờ đó là Đức Thầy nói gì? Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ấp thiện, chơi bời, theo đàn điếm, phải giữ cho tròn linh lý tam can ngũ thường. Thì bây giờ hôm nay điều thứ nhất, thì trong khi tứ lỗ tường thì chúng ta phải giữ ngay chỗ này. Điều thứ nhất gì? Dễ ở quý vị ơi, quý vị vô tu điều thứ nhất nè. Nếu vào tu thì thôi bây giờ quý vị hồi đó uống rượu, bây giờ có ghiền thôi, bây giờ ráng bỏ thời gian 5-3 ngày nửa tháng hết ghiền quý vị. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu. Rồi cờ bạc, ví dụ này bây giờ quý vị mà nghỉ uống rượu, nghỉ cờ bạc, tôi nói thật với quý vị, vợ con quý vị mà không thương quý vị quá thôi đó, thấy không? Bây giờ quý vị muốn ăn gì, muốn mua ăn chao muốn ăn tương tương là vợ mua liền, thấy không? Đó, còn mà nói mua rượu thì là vợ nó nhăn nhăn nó buồn liền, thấy không? Thường thường mà chồng mà nó mua rượu là vợ là buồn liền, thấy không? Những nhất ta cho nó uống rượu cờ bạc ấp thị chơi bời theo đàn nếm, rồi sao hạnh phúc trong gia đình giữ tròn lưng lý tam can cũng thường là đây là hạnh phúc. Rồi thầy nó chỉ luôn là điều thứ gì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần cù sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc, thấy không? Rồi bây giờ mình tu hiền chân chắc, mình làm ra có tiền có của, thấy không? Rồi bây giờ như vậy là mình có dư chút đỉnh, mình bố thí làm phước, tại đây mình đó là tu phước. Mà thầy nói gì? Phước nhiều tiền cảnh lên rạng, thấy không? Rồi bây giờ mình tu gì? Làm chân chánh là tiên là Phật, thấy không? Như vậy là thôi, giống cái gì nó dễ ợp là tu, nó thật với quý vị nha. Cái tu mình nói niệm Phật hay mà tôi nói kể sơ lược qua nãy giờ quý vị vô. Điều thứ nhất và điều thứ nhì, quý vị mà có nghèo tu theo đạo Phật giáo và hảo, tôi nói thật quý vị có nghèo ha, thì lại về nhà để bút nè ha, lại mới để là đại già rồi nè ha, nuôi hết trơn quý vị. Đây là tôi nói thật, vô làm điều thứ nhất điều thứ nhì đi, rồi bây giờ nó thì có nghèo ở đây đó, ngay cái cốc ở đây là bảo đảm hứa dân dự quý vị có nghèo ở đây là mình hết đó. Mà làm sao nghèo được quý vị? Điều thứ nhất, ta cho nên uống rượu cờ bạc ấp thiện chơi bài theo nên miếng này, một là không chơi. Mà điều thứ nhì, ta cần kiệm sốt sắng lo làm ăn nữa, lo tu hiền nữa, là chỗ nào nó cũng nghèo, làm sao nghèo đó. Thành thử ra cả kêu kỳ hở là ai quan trường về giúp mặt mày chịu lao, rồi nuôi chân ra khỏi cho mau. Ra khỏi là gì? Tức là ra khỏi nãy giờ mình kể đó. Thì bây giờ trước hết, thì bây giờ nói gọn gọn nghe quý vị, trước hết thì chúng ta tứ lô tường, rồi chúng ta giữ tam nghiệp sát sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngô mát khẩu dụng lưỡng tham đam sanh nộ mê si. Chúng ta giữ này là chúng ta bước lên tám đường cấm. Thì bây giờ bước lên tám đường cấm là chúng ta sạch, thì bây giờ chúng ta sẽ bước lên con đường Phật, thì con đường thành thánh Phật thì nó kế bên quý vị, thấy không? Đó, thành thử ra là coi như Đức Thầy đó nói nè, lầu đài núi cấm lộ nai mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên giải dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Thấy không, rõ ràng đạo đức gì, minh là gì? Minh là sáng. Mà nếu mà mình sáng rồi, mình được cái đức rồi thì bảo đảm quý vị đó, thì coi như là một cái ngôi vị của mình nó sẵn có, sẵn dành sẵn có liền, thấy không? Có, để tôi nói quý vị nghe cái này chút xíu nha. Có nhiều người nói là thôi cái ngày mà Long Hoa mở hội đó, cái ngày Long Hoa mở hội thì chúng ta mà trong cái bàn tay mà lật ra đó thì có bốn chữ Bủ Sơn gì Hương gì đó, chúng ta vô được, hay hoặc là chúng ta có cái kêu bằng cái gọi gì
cái lòng phái gì đó. Bây giờ như vậy là tại sao tu đó sao mà không phát lòng phái cho ông đạo? Mà đức thầy có nói một muốn chuyện bên thầy đó, nếu bây giờ như vậy là kẻ gian tà ha, mà thầy nói là các đạo tà mưu khéo âm thầm văn gắn cánh chỗ lâm mà khổ, nó vô nó dâm nhặt mình nha. Nhiều khi mình đạo mình để tóc nha, mặc đồ bồ ba mình không biết nha, tới ngày hôm qua mà hội mà nói mà giao cho một cái lòng phái đi, nó lại đi giật không được sao, phải không? Mà bây giờ như vậy là cái người mà tu chân thật rồi như vậy là không có lòng phái rồi, như vậy bước vô lòng qua không được hay sao, thấy không? Thành thử là hôm nay mà tại sao mà đức thầy không cho lòng phái? Nếu mà ông có lòng phái rồi bây giờ ông cầm cái giấy bây giờ để chủ Vũ Sơn Trường Hương gì đi lại mà cái đạo tả lại nó dịch không được sao, phải không? Thì bây giờ quan trọng là do mình tu đó. Thành thử ra cả kêu kìa hỏi là ai quan trường giờ giúp mặt mài chùa lao lui chơi ra khỏi cho mau tìm trong lánh đục chậu đào mới ngoan, thấy không? Đó, tìm trong mà lánh đục nha, tìm trong tức là tìm trong lánh đục tức là gì, là tức thầy có nói đó là coi như là đức thầy có nói là trong cái tìm trong lánh đục tức là coi mình tìm trong một cái trong ha, mình lóng là mình bỏ một cái đục, tức là coi như hồi đó giờ là coi như là thầy nói là mê với tỉnh nhận ra là lý thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để chỉ cử khôi mang tiếng giới. Thì bây giờ như vậy là cái gì, cái ngủ là cái mê của mình, thấy không? Đó là cái đục, thấy không? Mà mình thức là gì, thức tức là giác, thì đây là trong, tức là mình muốn qua bờ bên kia đó. Ma ha thòn nhỏ đã dọn rồi, chèo lái chương bờm chá thả trôi, bến giác bờ mê mê phải cánh, ly biệt hồng trầm hải ơi ơi. Thầy đã chỉ cho mình rõ hết trơn, thấy không? Thành thử ra bây giờ hôm nay tôi nói quý vị bà con cô bác ráng mà để niệm Phật để mà tu đó, thì chúng ta được về cõi bên kia. Long qua tiên Phật đáo ca bà, lừa lọc con lành dị quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ linh hồn chìm đắm chốn ngây hà. Nếu hôm nay chúng ta mà không tu ha, chúng ta không ăn tương, không ăn chay, không niệm Phật, thì bây giờ mình muốn là vô cái hội Long Qua khó lắm quý vị. Thôi bây giờ tôi nói thí dụ với quý vị nè, bây giờ quý vị làm lúa thằng năm đi, mà bây giờ nói là lúa tôi muốn trúng ha, đạt một tấn, tấn hai, thấy người ta làm ham á, mà đất bây giờ quý vị mà không làm cỏ, đất quý vị mà không trục, không vô nước, không làm bằng thẳng, thì muốn kiếm tấn, tấn hai người ta khó kiếm lắm quý vị, thấy không? Mà cái đó là chỉ là mình ao ước thôi. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình muốn làm ruộng chúng thì phải lo làm đất, lo bằng cỏ, lo vô phân, lo chảy nước, thấy không? Mình săn sóc cái bãi ruộng của mình đó, rồi mình mới có được hưởng. Thì hôm nay đó là cái sự, thì hôm nay tôi trở qua cái lý, thì hôm nay đó thì mình phải ráng tu, ráng ăn tương, ăn chay, niệm Phật ha, rồi mình phải ráng bố thí đó. Thì bây giờ thầy nó nói là làm hết tất cả những từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, rửa tấm lòng cho trong sạch, thì chúng ta sẽ vừa được coi đó. Mà thường thường mà ông đồng đạo, tôi thấy có ông đạo ngồi đó nha, ông có cái câu này mà ông thường nói hoài, mà hình như viết ai cũng quen đó. Cả kêu danh chúng hỡi ơi, sao không thất tỉnh diệt đời gần bên, khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm ra vượt qua, thấy không? Mà cái câu này hình như ông đạo nói với hình như quen đó, mà hình như ta nghe rồi chứ người ta không có nghĩ tới. Mà cái này là câu này, cả kêu là kêu chung đó, cả kêu là cả là chung, không, cả kêu danh chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh. Mà tới giờ thật sự bây giờ nó không có tỉnh là gì, không tỉnh tức là mê, bị hồi nãy tôi nói mê với tỉnh nhận ra là lý đó. Mà bây giờ mình tu là có tu vậy chứ, nhiều khi cái mê mình còn mê nhiều lắm đó nghe quý vị, thấy không? Mê danh, mê lợi, mê cảm, mê tình, mê đủ thứ rồi đó. Có nghe mẫu chuyện mà phát đầu lâm phát không? Ông ở trên núi đó, thì ông vua này mỗi lần mà xuống mà thuyết pháp thì mời ông xuống lại trên núi, ông mang cái do xuống là bắt đầu là ông xuống là ông đi thuyết pháp. Mà bữa đó như vậy là ông vua ông kẹt, ông đi đâu đó, ông nói là thôi hậu à, bây giờ ông sư này trên trển mà xuống mà thuyết pháp á, thì bây giờ hậu á là theo cái lực của sư á thì phải đem cái diễm nước ra, nước trong sạch đàng hoàng mới là sư ngồi đó, mới là rửa chân cho sư, rồi sửa lau chân cho sạch sẽ, đầm hung bằng chân của sư cái rồi sư lên pháp tòa thuyết pháp. Thì biết đâu phải là thượng, bắt đầu là xuống, bắt đầu là coi như là rửa giò cho ổng xong xuôi đàng hoàng, lau cho sạch sẽ, mà hung cái giò ổng một cái, tự nhiên cái lòng của ổng thấy bà hoàng hậu là đẹp quá sao không biết đi, ổng đức thần thông luôn. Bởi vì cái tâm của ổng đó, ổng thấy cái tâm của ổng đó, rồi bắt đầu đi xuống ba cái giò xuống chút xíu, tới chừng mà về lộ bộ chỉnh tháng trời lộ chưa tới trên núi nữa, thấy không, thần thông đức luôn. Thành thử ra
Thành thử ra thầy nó mê chứ tỉnh nhận ra là lý đó là mê đó quý vị. Thành thử ra hôm nay thì tôi mượn một cái sự để mà nói một chút xíu thôi ha. Thì coi như là cả kêu dân chúng ơi, sao không thức tỉnh, việc đời gần bên khổ đà đi đến như tên, tức là nó tốc độ nó là nhanh như quý vị ha, tốc độ nó khổ đà đi đến như tên nó nhanh vậy đó, tức là coi như mình ngủ một đêm thức dậy chưa biết sao, nhưng mà đói nó còn xa nữa quý vị, chứ quý vị thở một cái ha và lấy vô không được thì nó là nó đã khác rồi đó đó. Rồi cái câu mà cả kêu lớn nhỏ hoài gì à, trên hòa giới thuận chớ lìa chớ phân, long qua hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi âm khởi giọng tiếng đờn, thắt sơn giấy loạn là cơm hiến nghèo. Những câu này nè: nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Trời, cái câu này đó là nó mới vô, là tới cái câu này nó vô tới đây nó tới nè, thấy không? Bây giờ mình thấy vậy chứ, bây giờ nó thật với quý vị ha, là có câu mà ta thường nói hoài đó, nhưng mà tôi không biết năm nào nha. Năm mèo nhiều nỗi bơ vơ bước qua năm mèo năm dần, năm dần nhiều nỗi bơ vơ bước qua năm mèo như tơ rối cuồng á, năm mèo thắng mèo chưa buồn mà năm mèo thắng hợi mới lị tuôn dầm về. Bây giờ chưa thấy quê ha, trung ương hoàng rồng lộn rồng lộn lộn ai hài phải phơi ai hài phải phơi, nhưng mà tôi nói thật quý vị á, thì bây giờ đó là trung ương rồng lộn ê hề thay phơi, mà cái này đó thì tôi nói thật quý vị không biết rồng nào tôi không biết nha, nhưng mà đây là trong câu văn của những vị thần vị thánh ha, vị Phật thì nói ra thì mình nói vậy thôi, nhưng mà tôi nói đây cho quý vị đặng mà tu, chứ không phải nói là ngày mai chết mà mình tu theo ngày mai chết. Mà tôi nói thí dụ bây giờ nói thiên cơ thầy của quý vị, nói tháng 3, tháng 7, tháng 5 con này con kia đó, thí dụ bây giờ đó tu mà thí dụ tới ngày đó không có là sao, là nghỉ tu hay sao, thấy không? Nhưng mà trước hết bây giờ tôi nói thật quý vị, tức là cuộc đời của mình bây giờ đó là cái thời này, bây giờ tôi thật với quý vị nó mỏng manh lắm rồi, bây giờ ráng cho cuộc đời mình, còn cái chuyện tới thì tới là cái chuyện của nó, thấy không? Bây giờ nó tới, bây giờ đó là bây giờ là thằng Mỹ, thằng Tây, thằng Anh, thằng Pháp gì nó đánh là kệ nó, trời ngày mai là bắt đầu là có động đất sụp đất ở đâu là kệ nó, quan trọng là mình lo tu đi, quan trọng là lo cái bổn phận của mình, thấy không? Bây giờ đó là có 5 phút bấm no chịu rồi lại đối mai dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây khuyên trần sớm liệu bắp phai cháo rau đỡ dạy cho qua tháng ngày. Bây giờ tới đó mà thí dụ như bây giờ